Patreon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Hôn 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 hôn. Em mới hôn vào cái răng của anh. Hôn má thôi. Không, anh đã bị mất mát và tổn thất rất là nhiều rồi. Thôi. Cuộc đời anh tổn thương rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Hôn anh không hiểu. Hôn 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 hôn. Hiểu. Anh đi. Cô tôi. Rồi đi ra. What? Làm đi ra, đến phiên tụi tôi rồi. Ai? Tới cùng chỗ khác. Cô em. Thôi, cái to mày đang sâu không? Đáng lẽ vị trí này của Hiếu. Trời ơi, anh Đức Thành đã cứu em rồi. Tập trung đi. Không, không đánh đi. Không đi. Em sẽ trả lại. Trời ơi. Em mua đó. Hiếu ơi. Thôi, bên đây. Trời ơi, em giỏi quá, chúc mừng em. Trời ơi, em giỏi quá, chúc mừng em. Chúc mừng em. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? À, tôi là thợ. Nếu là thợ cho xem tay. Nếu là quen qua đó hát bài đi. Đừng tin vào lời âm bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu, là cạm bẫy tình yêu. Cho cung bắn được cho bé chết đúng không? Con hát bài gì vậy? Con hát nít mà. Cái gì? Hả? Ủa, bà ơi, trả lại bà đôi dép. Cảm ơn con. Cốc cốc cốc. Cô bé đừng có nhìn lén nè. Hả? Cô bé đừng có nhìn lén, cô bé mở cửa ra thôi. À, bị liệu. Bà ra đi bà ơi. Rồi, mở cửa đi. Cái gì vậy? À! Cái gì vậy? À! Con ơi, con ơi. Con à. Con sao? Đây. Ủa bà quá quá. Con quá. Trời ơi. Bà quá chạy đi. Nói. Trời ơi. Sao mày dám? Bà ơi. Sao mày dám? Ngoài ơi. Con không phải là phi công. Con không phải là phi công. Con sói này thơm quá ngoài ơi. Con là sói. Ôi đã quá, đã quá. Ủa sao ngoại thân đỏ kỳ vậy? Ngoại ơi, con mẹ ơi, con sói này đã quá. Bà ngoại ăn thịt con sói luôn. Ngoại ơi, tha cho con. Bà ngoại bị trúng tên. Bà ngoại bị trúng tên rồi. Giảm bà ra. Mày giống quỷ không? Mày giống quỷ không? Tiếng làm tiếng. Đố chàng bắt được thiếu. Đố anh bắt được em. Đố quả bắt được em. Bắt trời ơi giải cổ. Bắt trời ơi giải cổ. Trời ơi. Đố quả bắt được em. Đố quả bắt được em. Quả vàng. Mày bẻ cổ sao vậy? Rồi thành công. Kiếm cái gì đắp mặt em lại. Đắp mặt em lại ở đây không có cái gì để đắp luôn á. Mắt đắng kiến quá. Nha. Em nghĩ giấc mơ trưa của em ngày hôm nay chính là ác mộng. Đây đem kiến đi con. Ngủ đi anh thương. Nha. Nó vẫn nắng mà. Chứ thua kiếp này ta bài kiếp khác. Anh cảm thấy đây là một cực hình. Cực hình đúng không? Thắng như thua. Thắng như thua. Đúng là tiêu chí của hai mùa quần, hai ngày một đêm. Thắng bên như đầu tiên em có cảm giác mà nằm ngay giật như vậy đúng không? Nằm ngay giật. Đúng không? Nói nghe ghê hơn. Thì đó là cái giật, cái giật rồi. Đúng rồi đó. Không mà nhiều khi trong cuộc sống em có cảm giác mà gọi là có nào mà đứng như chơi vơi như bến giật hay không? Chưa bao giờ anh. Chưa bao giờ. Vậy là ngày hôm nay là trải nghiệm đầu tiên của em. Chỉ có anh mới là người đẩy em xuống giật thôi. Trời ơi. Một em... người anh tốt. Quá trời, em té lộn mèo dưới ha. Em coi tấm cám không?
có coi Thấm Cám không? Có. Rồi đúng không? Em như con Thấm gì đó. Lúc đó tất cả các bài hit của em tôi sẽ hát. Trời ơi, anh giữ tác quyền tác giả hết luôn hả? Đúng. Hiếu Thứ Hai chỉ còn trong ký ức mà thôi. Lúc đó tài sản của em cũng là tôi, ba má của em cũng là ba má của tôi. Thôi tha cho em đi. Má ơi con má hư rồi. Trời ơi nắng quá cho con vô. Ngày hôm nay ngày tàn của idol tụi em tới rồi. Trời ơi, chỉ cần một cái vụt dây một cái thôi là idol của em như một trái mít. Nó sẽ lăn từ dốc sườn đèo, lăn 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 xuống đáy dốc. Mà trên đường đi có gai, có miễn chai. Hiếu Hai đứng dậy lỗ không. Ác quá. Em không chấp nhận. Đây là giấc mộng ngàn thu rồi. Nhưng mà là giấc mơ trưa nữa. Đúng rồi, đây không phải giấc mơ trưa. Em muốn thay đổi hay không? Em muốn thay đổi. Dạ, em phải hung tôi một cái. Một là em sẽ nằm ở đây. Hai là em sẽ hung tôi một cái. Em sẽ nằm ở đây. Em thà chết mà em không hung tôi à? Được. Anh sẽ cho em ngủ chỗ đàng hoàng. Em phải đánh đổi, trong cuộc sống này em phải đánh đổi Hiếu à. Cái này là anh hung online cho mấy đứa. Mấy đứa nhiều khi mà mê Hiếu quá, nhiều khi là nói hả, rồi ước gì được hung Hiếu một lần, ước gì được ngày nọ. Và ngày hôm nay anh Lâm sẽ là người thay thế các em, sẽ là người hung Hiếu. Hung... Ừ. Ok không Hiếu? Hiếu ơi, ok không? Nhưng mà bây giờ... Nhưng mà bây giờ... Hiếu! Thôi! Hiếu ơi! Hùng 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 hùng. Em hãy hung vào cái răng của anh. Hung má thôi. Không, anh đã bị mất mát và tổn thất rất là nhiều rồi. Cuộc đời anh tổn thương rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Hùng anh không Hiếu? Hùng 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 Hiếu. Đi. Cô tôi, tôi. Rồi đi ra. What? Lâm đi ra, đến phiên tụi tôi rồi. Ai? Cô em. Hiểu rồi. Thôi, thôi, cánh to, cánh đáng to. Đáng lẽ vị trí này của Hiếu. Trời ơi, anh Đức Thành đã cứu em rồi. Tập trung đi. Hùng, hùng đi. Hùng đi. Em sẽ trả lại. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em không có đó. Hiếu. Hiếu ơi. Thôi, bên đây. Trời ơi em giỏi quá, chúc mừng em. Trời ơi em giỏi quá, chúc mừng em. Chúc mừng em. Hiếu và những văn ông hư quá. Hiếu, ăn thử món gỏi mít giùm anh đi. Dạ. Có gì trong đó phải nói cho đúng nha. Ờ, phân tích đi. Đó, đó. Nhưng mà nó là lạ, em chưa bao giờ ăn món này hết. Bánh này là giống như là, cảm giác là nó rất là non á. Đúng rồi. Đứa mình yếu nghề, mình liêu chán quá. Cho ăn miếng thôi, dạy review cho. Ừ, cho ăn miếng đi. Yếu nghề mà ăn mà không nói gì trơn. Đúng. Ăn nó nói nhai á, còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói. Còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói mới được. Trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Thôi áp lực quá, lần sau chị thua đi. Oh.
Tôi thấy Hiếu dạo này là bắt đầu là hả, là không lo anh em, chỉ lo ăn thôi. Đúng. Từ khi ra cái bài ngủ một mình đó. Đúng rồi, cái nó chân mình luôn. Chân mình luôn. Đâu có, tại anh em đông quá em sợ thoại chồng lên. Trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Hiếu đuổi Hiếu ơi. Dạ, em đang đuổi mà. Từ từ, đúng từ từ. Mới ăn. Ăn đi mẹ lạ kia. Nhìn con người ta kìa. Đó, ăn kẹo ghét sung răng. Ghê quá thiệt luôn á. Dẻ lên. Em thấy bình thường cũng nhiều ghê, đó là tự cố mà. Nhưng mà ý là cái răng nó vậy là sao ăn đồ ăn mà nó hơi cứng cứng được. Em ăn được hết á, đói ăn hết á. Gân bò rồi ăn được không? Được cho anh nuốt trọng. Rồi sắp hết giờ ăn trưa ha mấy bạn. Hồi ha nào? Hồi nào? Bây giờ tới giờ ngủ. Đi ngủ thôi. Mấy con ngủ với cô vô sao? Nhỏ dài nhẹ nhẹ. Đang dài con. Rồi bà đi đi ngủ đi. Phải có người chăm sóc. Trời ơi em giỏi quá, chúc mừng em. Chúc mừng em. Hiếu nãy giờ anh thấy cái môi em mấp máy, em tính hỏi Mỹ Tâm gì phải không? Ý là lần đầu tiên được gặp chị Mỹ Tâm ở ngoài là cảm giác nó bị, nó kiểu bị hết hồn khi mà gặp một ngôi sao. Nên là em hơi đơ nên là chị thông cảm. Mà thật ra cũng không ngờ ha, mình đều là lần đầu gặp. Tập cuối mình trùm cái nữa cái Tâm xuất hiện nữa ha. Mình phải trùm hay không? Ôi, trời ơi, Tâm rồi. Thằng bé này. Đâu ý là chị muốn phải tham gia chứ phải hòa mình vô cái chương trình Hai Một Đêm chứ. Nhưng mà không lẽ vậy thiệt. Mà cái trời dài nó thôi anh ơi, cả đêm chả nổi rồi. Thôi thua rồi, bỏ rồi. Đúng rồi, bỏ rồi. Thế người khác đi. Thế thôi. Mời em nhảy. Tầm 29 lần. Người làm hiếu hư, người luôn nâng em út. Đây, em sẽ nuốt luôn nha Khế. Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Dạ thôi. Sao mình dạy có miếng hè gộ vậy? Trời ơi, miếng dụng hả? Điên khùng, điên khùng. Đây nè, đây nè. Đây, hãy mày ra, ăn đi. Làm như nhỏ xe nước mía vậy, đút cái ghế vô sấy. Trời ơi, sao sấy nồng con tôi vậy? Anh về. Ủa? Ủa? Các bụng dạng biết dạy. Trời ơi, kìa, kìa, thấy ủa? Trai. Thấy trai cái người ơi. Ừ, hồi nãy tôi ra là giật tôi. Rồi thấy trai đẹp là vượt mắt. Ghê chưa? Có giống quỷ không? Có giống quỷ không? Tiếng không tiếng? Đối đó. Chàng bắt được Thiên. Đối anh bắt được em, đối quả bắt được em. Bắt trời ơi giải cổ. Bắt trời ơi giải cổ. Trời ơi. Đố quả bắt được em, đố quả bắt được em. Quả vàng. Mày bẻ cổ người ta. Rồi thành công. Cho chuyện ăn mật chỉ có hai người. Hiếu ơi sao giờ em miếng mảng ma miễu Hiếu. Về quá Hiếu ơi. Ê ngồi dậy thôi. Hôm nay cần ca hát sao? Hôm nay nhiều show không? Nhiều anh. Nhiều à? Nhờ Hai Ngọc Liêm đó chứ. Phải không? Ờ, cảm ơn mấy anh chị đây chưa? Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, có sắp tới ra bài mới gì không? Sắp tới em ra một cái album. Lâu chưa? Sắp tới bao nhiêu ngày nữa? Tính từ cái thời gian mình đang quay là chắc phải tầm 1 tháng hơn, gần 2 tháng hơn. Thì lúc chiếu này là ngay luôn. Rồi à, hát thử đoạn bài gì đó. Một đoạn câu bê thôi. Biết sao không? Tại mình cái này phải gài luôn. Cái mình hát mà ok cái bắt đầu lúc mình hát sống á, cái người ta chèn cái MV mình vô. À. Nhưng mà kỳ này em đổi nhạc rồi. Đổi là em, sao? Là những cái bài nhạc này nó hơi bị hàng lâm một chút xíu. Không, khán giả thương rồi thì nhạc gì cũng được. Ai sáng tác? Em sáng tác luôn. Nhạc của em là em sáng tác hết. Hiếu thứ hai sáng tác luôn, tự sáng tác tự làm luôn. Dạ, tự mix luôn. Tự mix luôn. Bài tên gì? Bài này tên là rất hợp với hoàn cảnh đây. Tên Rừng là... Thiên Nước Độc. Không phải. Tên bài hát là Cho Em An Toàn.
cho em ăn quà. Cho em ăn quà. Wow. Họ thường nói ai khi xem tình yêu quý hơn vàng, đem cho ta những cảm giác an toàn, không cần lo xa vì không ai đổi thay, chỉ cần nhớ ai luôn ngay phía sau, hãy cho em vòng tay em nhé. Không cho ai làm em phải đau, cho em mang toàn, cho em mang toàn, cho em an toàn. Tại em hát tiếng em thích hát tiếng Nam nên là nó người Nam. Cha em sửa lại cho nó gần gũi. Cho em lên bờ xuống ruộng. Không được à? Đó là sửa lại cho hai ngọc đêm mà. Mình chơi lên bờ xuống ruộng luôn á chứ mày giỡn đâu. Em bé đây. Cho em ăn thôi. Nhưng mà album em tới 12 bài lần. 12 bài. Có một bài nói về nói về kiểu có nhắc tới anh em hai ngọc đêm của mình nữa. Nhắc sao? Hỏi gì đâu? Nhắc nghe coi. Bài đó tên là Giờ Thì Ai Cười. Giờ Thì Ai Cười. Bởi vì là có rất là nhiều người nói em là kiểu là chỉ nổi tiếng nhờ hài hước thôi chứ không phải là nổi tiếng nhờ âm nhạc. Đó là cái từ cũng là một con từ chơi chữ. Đúng, chơi chữ. Cười tức là ai mắc cười hay là cười vô mặt. Đúng rồi. Là hồi đó người ta cười em, bây giờ nó giờ thì ai cười, bây giờ tôi cười mọi người nè. Đó, ý em là vậy. Nói giờ cắn nhậu đau rồi thì cũng thương nhau lắm mà. Lý Sơn hải đảo xa khơi, quanh năm sóng vỗ, biển trời mênh mông. Ăn thôi. Quá là tiền lợi, ôi tiền lợi ghê. Đâu anh Lâm làm câu thơ đi. Nam ngư ớt tội Lý Sơn, ăn vô một cái biết ơn người. Người làm. Và người làm. Quá hay. Hay quá. Một đúng chuyện đời. Em ngủ gì dữ vậy Hiếu? Mình còn ngủ phụ tụi anh đó. Em ngủ phụ tụi anh đó. Trời ơi. Ơi, không có em ngủ thì đoàn này có ai ngủ được đâu. Trời ơi. Sáng giờ nhờ Hiếu mới vui á. Anh em mình Hiếu ngủ đâu ai vui vẻ gì đâu. Đúng rồi. Dở anh tệ bạc anh ơi. Anh thật tệ bạc quá anh ơi. Anh là thằng bé ham chơi. Nhanh vậy. Tôi nhạc liền luôn. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ cho xem tay. Nếu là quen qua đó hát bài đi. Đừng tin vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu, là cạm bẫy tình yêu. Cho cung bắn được chui bé chết luôn không? Con hát bài gì vậy? Con hát nít mà. Cái gì? Hả? Ủa bà ơi, trả lại bà đôi dép. Cảm ơn con. Cốc cốc cốc. Cô bé đừng có nhìn lén nè. Hả? Cô bé đừng có nhìn lén, cô bé mở cửa ra thôi. À bị liệu. Bà ra đi bà ơi. Rồi mở cửa đi. Cái gì vậy? À! Cái gì vậy? À! Con ơi, con ơi. Con ơi. Ủa? Con sao? Đây. Ủa bà ngoại kìa. Con quá. Con trời ơi. Bà ngoại chạy đi. Nói trời đó. Ơi sao mày dám bà ơi sao mày dám bà ơi ngoài ơi sỏi này thơm quá con không phải là phi công con không phải là phi công sỏi này thơm quá ngoại ơi con là sỏi trời ơi đã quá ủa sao ngoại thân đỏ kỳ vậy ngoại ơi con mẹ con sỏi này đã quá bà ngoại ăn thịt sỏi luôn. Ngoại ơi tha cho con. Bà ngoại bị trúng tên. Bà ngoại bị trúng tên rồi. Dẫn bà về. Bà ơi. Bà ơi. Cháu ơi. Cháu dắt ngoại về vui. Trời ơi phải bà tôi không. Sao không cứu gì hết vậy. Không được. Ui da. Tại vì con nghi bà quá. Đúng rồi. Sói đi. Bà ơi. Bà ơi, bà yếu kém quá. Bà chạy về với con nè. Nhanh bà.
Trời ơi, sao ba chui lỗ chó? Trời ơi. Bây giờ ta là ba đấy. Ủa? Ủa? Con chó vô chi? Ăn thịt nó đi. Ai thắng chị? Em thắng đó, em thắng. Ở hồ gì? Đâu, em tưởng là rớt là đổi vai rồi. Đổi vai? Em tưởng quạt quà. Em tưởng trong trường mầm non hả?